Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình lên bản Mông để đám cưới. Mình đến bản rồi. Dạp cưới ở trên kia rồi các bạn. Mình sẽ đi quay cho các bạn xem phong tục người Mông đám cưới như thế nào. Và những ẩm thực của người Mông nhé các bạn. Đám cưới bản Mông rất là hoành tráng, nhiều trai xinh gái đẹp. Đến giờ vào mâm rồi. Đấy, MC đã mời khách vào mâm. Đây là nhà của chú rể nhá. Hôm nay mình sẽ không ngồi ở dạp, mình sẽ đi ngồi ở trong nhà. Có rất nhiều món ăn. Trên dạp đặt 45 mâm, ở nhà đặt 15 mâm. Rất là đông khách. Anh em ở dưới bán lên nha. Những cái này nếu mà như có rất là nhiều món chắc phải. Cái kia một thịt gà chiên này, đây cái là xào này, lần quay này, nấm xào với lòng à. Không thể thiếu món thịt lần mỡ để xào. Xúc xích này, trứng gà này, thịt lợn. Thơm mười thôi nhỉ? Xong chưa? Xong rồi. Món mì mười đâu? Món kia thì không, món kia thì không biết tí đâu, món ra đó. Qua cũng ngồi. Bố vợ đấy, bố vợ đi chúc rượu đấy. Mua nhé.